Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã quyết định cách ứng phó với cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk. Đại sứ Antonov lưu ý, ông hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra ở Kursk sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Bình luận vấn đề này, ông Antonov cho rằng hoạt động của ukraine sẽ thất bại ông antonov nhấn mạnh điều này là không thể sẽ không có vùng đệm nào trên lãnh thổ nga về phía mỹ washington vẫn đang phân vân về mục tiêu của ukraine trong việc chiếm giữ lãnh thổ nga và liệu ukraine có kế hoạch giữ hoặc mở rộng vùng đất đã chiếm được hay không theo một quan chức mỹ họ có thể có một kế hoạch nhưng họ không chia sẻ với chúng tôi phó phát ngôn viên lầu năm góc sabrina singh khẳng định Washington vẫn đang đánh giá xem cuộc tấn công của Kiev có phù hợp với các mục tiêu chiến lược trên chiến trường hay không. Bà nói thêm rằng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Tuy nhiên, đại sứ Nga tại Mỹ Antonov đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Washington không biết gì về kế hoạch tấn công tỉnh Kursk. Ông Antonov nói thêm, tôi hoàn toàn tin rằng Ukraine sẽ không làm gì nếu không có sự đồng ý của Mỹ. Theo đại sứ Antonov, Mỹ có thể chấm dứt cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk chỉ bằng một cái búng tay, nhưng Washington không coi động thái như vậy là cần thiết. Ông Antonov cũng nói rằng tuyên bố của Mỹ liên quan việc cấm Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là không đáng tin cậy. Ông Antonov cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng trở nên khó lường. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích việc cung cấp viện trợ cho Ukraine cho rằng kho đạn dược của Mỹ đang cạn kiệt. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ ngừng viện trợ cho Ukraine nếu đắc cử tổng thống vào năm tới. Washington Post cũng nhận định rằng mặc dù mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine luôn được công khai ca ngợi là mạnh mẽ, nhưng thực tế đã liên tục bị thử thách bởi những bất đồng và sự thất vọng về chiến lược và mức độ hỗ trợ. Mới đây nhất, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine bất chấp lời kêu gọi khẩn thiết từ Kiev. Theo tướng Kendall, nhu cầu của Ukraine trong thời gian tới sẽ được đáp ứng nhờ sự hỗ trợ từ các nước NATO như Hà Lan và Đan Mạch. Ông còn cho biết thêm, Mỹ hiện đang tham gia hỗ trợ cùng với các đối tác của mình đào tạo phi công cho Ukraine và cam kết sẽ có tiến bộ đáng kể trong việc đào tạo vào năm tới. Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Mỹ đang chọc giận Moscow khi có kế hoạch dỡ bỏ ngay lập tức mọi hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí Mỹ đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Cựu Thủ tướng Nga Sergei Stepasin mới đây cho rằng cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tỉnh biên giới Kursk của Nga chứng tỏ kế hoạch quân sự của Moscow đã biến thành cuộc xung đột quy mô lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chống lại Nga. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, cựu Thủ tướng Stepasin nhấn mạnh, khi Hội đồng An ninh Nga đưa ra quyết định triển khai kế hoạch quân sự, không ai ngờ rằng chúng ta sẽ chiến đấu chống lại toàn bộ khối NATO. Theo cựu Thủ tướng Nga, các hoạt động quân sự trên tiền tuyến đã vượt ra ngoài ý tưởng về một kế hoạch quân sự, nhất là sau những gì xảy ra ở tỉnh Kursk. Ông chia sẻ, tình hình ở Kursk đã nêu bật tầm quan trọng của thành tố quân sự. Tôi rất hy vọng quân đội của chúng ta có một số ý tưởng, bởi vì bản chất của cuộc xung đột đã thay đổi hoàn toàn đây không còn là một kế hoạch quân sự nữa chúng ta nhận thấy chúng ta đang chiến đấu chống nato ở mức tối đa cựu thủ tướng nga kết luận các hoạt động quân sự tiếp tục gia tăng nhưng tiềm năng quân sự và năng lực công nghiệp quốc phòng của chúng ta là rõ ràng ở chiều ngược lại một số nguồn tin tiết lộ nato đang có kế hoạch triển khai một lữ đoàn thiết giáp tại phần lan gian đen nga Báo Intaleti của Phần Lan dẫn một số nguồn tin trong NATO và chính phủ Phần Lan cho hay lữ đoàn thiết giáp nói trên có thể có quy mô từ 4.000 đến 5.000 quân sẽ đồn trú tại thành phố Mikkeli ở phía đông nam Phần Lan. Theo đài RT của Nga, Mikkeli chỉ cách biên giới với Nga 140 km. Cũng theo những nguồn tin của tờ Intaleti, lữ đoàn này sẽ bao gồm binh sĩ từ các nước láng giềng Thụy Điển và Na Uy đều là thành viên NATO. Theo Italeti, chính phủ Phần Lan đã quyết định về nhu cầu triển khai binh sĩ NATO từ các quốc gia khác để tăng cường dân đe phòng ngừa chống lại Nga. Quyết định thành lập một trụ sở quân sự của NATO tại Mikkeli sẽ được công bố chính thức trong những tuần tới. Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập lâu đời để trở thành thành viên của NATO vào tháng 4 năm 2023, sau khi nước này bày tỏ mối quan ngại về xung đột Nga-Ukraine. Đáp trả, Moscow tuyên bố sẽ điều chỉnh thế trận phòng thủ ở phía tây bắc nước này, Tuy nhiên, các quan chức Nga nhận định họ không coi việc Helsinki gia nhập NATO là mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kêu gọi NATO đồng ý cho phép các nước thành viên của khối bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine. Lời kêu gọi đanh thép được ông Duda đưa ra khi phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Litva Ingrida Simonis. Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh, Vấn đề này vẫn là làn danh đỏ đối với nhiều nước NATO, nhưng các cuộc thảo luận đang diễn ra. Tôi hy vọng rằng các thành viên NATO cuối cùng sẽ bị thuyết phục về sự cần thiết của động thái này và đề xuất vũ khí để thực hiện nhiệm vụ sẽ được triển khai trên lãnh thổ hoặc không phận của NATO. Thực tế, Ba Lan đã đề xuất vấn đề này lần đầu tại hội nghị NATO ở Paris, Pháp hồi tháng 2. Trong khi đó, Kiev từ lâu đã thúc giục Warsaw và NATO đồng ý bắn hạ tên lửa của Nga khi vẫn bay qua miền Tây Ukraine. Ở chiều đối diện, ông Oleg Tiapkin, vụ trưởng vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo nếu Ba Lan quyết định chặn vũ khí tầm xa mà quân đội của chúng tôi sử dụng hợp pháp để vô hiệu hóa các mối đe dọa quân sự từ Ukraine nhằm vào Nga thì chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng. Giới ngoại giao Nga đã nhiều lần chỉ rõ rủi ro tiềm ẩn khi các quốc gia phương Tây tham gia trực tiếp cũng như có các hành động quân sự ủng hộ Kiev. Nhà ngoại giao này nói thêm, chúng tôi sẽ không đàm phán với bất kỳ ai để thỏa hiệp về vấn đề này cả Vaksava và NATO đều biết rõ lập trường của chúng tôi. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Litva Simonit cho biết Litva đã và sẽ sát cánh cùng Ukraine trong mọi bước tiến tới mục tiêu và có thể sẽ cung cấp hơn 5.000 máy bay không người lái do chính nước này sản xuất vào cuối năm nay cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Litva cũng cho rằng tất cả lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga phải được chuyển đến Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Âu tiếp tục tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga và các đồng minh của nước này. Ba Lan và Litva là các quốc gia hỗ trợ tích cực cho Ukraine kể từ sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kien, nơi theo dõi viện trợ quốc tế cho Ukraine, Litva đã phân bổ 560 triệu đô la Mỹ, trong khi Ba Lan đã phân bổ 4,8 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho Ukraine. Zvezda, kênh truyền hình nhà nước do Bộ Quốc phòng Nga quản lý đã chia sẻ video các thủy thủ nước này ngồi đung đưa trên xích đu trong lúc điều khiển thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV trên vùng biển thuộc Vịnh Phần Lan. Một xuồng không người lái USV của Nga xuất hiện trên mặt nước, giống loại khí tài được Ukraine thường xuyên sử dụng để tấn công hạm đội biển đen ở xung quanh khu vực bán đảo Crimea. Trong bình luận đăng trên Telegram, Zvezda cho biết chuyển động lắc lư trên xích đu giúp các thủy thủ Nga làm quen với sóng biển, dường như nhằm thích nghi với hoàn cảnh phải điều khiển drone trên thuyền trong điều kiện thời tiết xấu. Theo Zvezda, drone đang rất được các thủy thủ Nga quan tâm và vũ khí này có thể chống USV một cách hiệu quả. Xuồng không người lái cảm tử là mối đe dọa lớn với hải quân Nga trong cuộc xung đột. Theo nghiên cứu, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, xuồng cảm tử không người lái của Ukraine đã tấn công 22 tàu chiến Nga và phá hủy 8 tàu trong đó chỉ riêng USV Magura V5 đã tấn công 14 tàu. Magura V5 là xuồng không người lái do doanh nghiệp nhà nước Ukraine Space Export thiết kế và phát triển. Ngoài các cuộc tấn công cảm tử, nó còn có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám và giám sát. USV này thường được lực lượng đặc biệt nhóm 13 thuộc Tổng cục Tình báo HUR của Ukraine sử dụng. Trong khi, Nga đã áp dụng nhiều cách để đối phó bao gồm tăng cường tuần tra bằng chiến đấu cơ, bố trí tổ đội súng máy trên tàu và gia cố lớp phòng thủ ở bến cảng. Dù vậy, các phương án tốn nhiều công sức này, phần lớn vẫn chưa phát huy hiệu quả. Hồi tháng 5, video đăng trên mạng xã hội cho thấy thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV của Nga hạ độ cao, tăng tốc và lao vào mạng phải xuồng không người lái cảm tử USV Magura V5 do Ukraine chế tạo đây là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh Nga sử dụng drone mang thuốc nổ tập kích xuồng cảm tử của Ukraine. Tài khoản Taktikan gạch dưới 13 trên Telegram nhiều khả năng có liên hệ với hạm đội biển đen hải quân Nga cho biết khi đăng video, bình sĩ si Nga có thể làm những thứ mà các huấn luyện viên nước ngoài của đối phương không thể học theo dù tiêu tốn rất nhiều tiền. Điều này sẽ tiếp diễn. Trong khi đó, Trung tướng Kirill Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR nhận định đây có thể là một trong những chiếc USV Magura V của họ đã mất tích trên biển trong những cuộc tập kích trước đây và đã mất khả năng cơ động để né tránh đòn tập kích. Tướng Kirilo Budanov cũng tiết lộ một số xuồng không người lái Ukraine đã bị drone Nga phá hủy trong những tháng gần đây, nhưng không cho biết con số cụ thể. Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Ukraine, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã thăng hàm cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishki từ thượng tướng lên đại tướng. Chỉ vài tuần sau cuộc tấn công bất ngờ của Kiev vào Kursk, nước Nga, tướng Shishki sinh năm 1965 tại vùng Vladimir của Nga đã sống ở Ukraine từ những năm 1980. Ông được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 2. Những tuần đầu sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, ông Shishki đã lãnh đạo lực lượng Ukraine đẩy lùi quân đội Nga khỏi Kiev, một điều gây bất ngờ vì nhiều người cho rằng thủ đô Kiev sẽ nhanh chóng thất thủ. Tiếp đó, ông đã lên kế hoạch và thực hiện một cuộc phản công chớp nhoáng đẩy Nga ra khỏi thành phố Kharkov và giành quyền kiểm soát lại những vùng đất ở phía đông và đông nam. Một dấu ấn khác của ông trong cuộc xung đột với Nga chính là các trận chiến ác liệt kéo dài 10 tháng tại thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk từ năm 2022 đến năm 2023. Ông Sisky khi đó đã kiên quyết giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut với mục tiêu gây tổn hại cho nỗ lực giao tranh tổng thể của Nga thông qua việc trói chân nhóm lính Wagner tại Bakhmut. Tuy nhiên, theo Financial Times cũng trong khoảng thời gian này, tướng Sisky đã đưa ra những quyết định dẫn đến thương vong nặng nề, thậm chí là thương vong toàn đơn vị đối với một số lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine. Thời điểm đó, binh sĩ đã chia sẻ với Financial Times rằng tướng Sisky lẽ ra nên ra lệnh rút lui chiến thuật khỏi Bakhmut vài tháng trước khi Nga kiểm soát được thành phố để bảo toàn lực lượng cho cuộc phản công lớn năm 2023. Gần đây nhất, tướng Sinsky cũng đã chỉ huy lực lượng Ukraine được xe bọc thép yểm trợ đã tấn công xuyên biên giới, nã pháo vào Kursk. Ngoài việc thăng hàm cho tướng Sinsky, theo một sắc lệnh khác, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, Thiếu tướng Anatoly Bahilevich cũng được thăng quân hàm lên trung tướng. Tư lệnh lực lượng hỗn hợp thuộc lực lượng vũ trang Ukraine chuẩn tướng Andriy Hanatov được thăng quân hàm lên thiếu tướng. Theo The Guardian, Mỹ đang cân nhắc khôi phục các dự án máy bay chiến đấu hạng nhẹ để đáp ứng chương trình máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo. The Guardian đưa tin rằng tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng David Alvin tiết lộ về máy bay chiến đấu hạng nhẹ tại hội nghị các chỉ huy không quân và vũ trụ toàn cầu ở London, Anh, làm dấy lên các cuộc tranh cãi về tương lai của phi đội máy bay chiến đấu nước này. Khái niệm máy bay chiến đấu hạng nhẹ được hiểu giống như một chiếc F35 thu nhỏ, tập trung vào khả năng đáp ứng phần mềm của máy bay trong thực hiện các nhiệm vụ thay vì phần cứng truyền thống. Gần đây, chương trình chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo NGAD của Không quân Mỹ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ vì chi phí quá cao cho máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 6. Vì vậy, tầm nhìn về máy bay hạng nhẹ tập trung vào các bản nâng cấp nhanh chóng cho máy bay để duy trì lợi thế trước đối thủ thậm chí có khả năng dẫn đến việc sản xuất nhiều máy bay chiến đấu có người lái dùng một lần hơn. Không quân Mỹ cũng đang đánh giá lại chương trình NGAD, xem xét các vấn đề về chi phí, khả năng chi trả và việc tích hợp máy bay không người lái và có người lái. Theo The Warzone, đây có thể là một bước ngoặt chiến lược hướng đến một hạm đội không quân hỗn hợp, cân bằng giữa các công nghệ cao và các giải pháp tiết kiệm chi phí để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng. Ngoài yếu tố chi phí, việc các công nghệ thay đổi quá nhanh và máy bay có thể trở nên lỗi thời ngay trong thời gian được nâng cấp cũng là một thách thức. Các câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh không quân Mỹ đang cân nhắc nâng cấp phi đội F-22 trị giá 22 tỷ đô la Mỹ để kéo dài thời gian phục vụ của những chiếc máy bay này cho đến năm 2040. Máy bay hạng nhẹ dùng trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề này. Mục đích của các máy bay được chế tạo mới khi đó sẽ tập trung nhiều hơn vào khả năng thích nghi thay vì khả năng tồn tại lâu dài. Tuy nhiên, cộng đồng hàng không vũ trụ Mỹ đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự thay đổi tiềm năng này. Một số giám đốc điều hành công nghiệp quốc phòng được cho là đang tỏ ra bối rối. Theo các chuyên gia, nếu không quân Mỹ thực sự theo đuổi kế hoạch về máy bay chiến đấu hạng nhẹ có khả năng phối hợp với các loại hình khác như máy bay không người lái, họ có thể sẽ bắt đầu từ những máy bay huấn luyện chiến thuật tiên tiến như Boeing T7. Tóm lại, mặc dù máy bay chiến đấu hạng nhẹ có thể không lý tưởng để xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến, nhưng tiềm năng kiểm soát các đợt tấn công cùng với máy bay không người lái hỗ trợ trong các vùng chiếm ưu thế đã làm nổi bật giá trị chiến lược của nó. Ngoài ra, những người ủng hộ nhìn thấy tiềm năng của máy bay chiến đấu hạng nhẹ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế với các đồng minh thiếu máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ. Chuyến đi mới đây trên chiếc MV-22 tiêu trợ tờ của Phó Tổng thống Mỹ Harris tới Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ đã thu hút rất nhiều sự chú ý nhiều người tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên bà thực hiện chuyến bay trên loại máy bay nguy hiểm này hay không. Mọi con mắt đổ dồn vào chuyến đi này của bà. Một đoạn clip về việc di chuyển của bà Harris sau đó đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ những người quan tâm đến công nghệ quân sự khi phó tổng thống lên một chiếc trực thăng MV-22 Tiêu biến thể của dòng V-22 Osprey, trong một chuyến bay ngắn đến hội trường đại hội. Nhiều người tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên bà Harris đi máy bay thuộc dòng Osprey hay không bởi loại máy bay vẫn đang chịu hậu quả nghiêm trọng từ vụ tai nạn năm ngoái. Cụ thể, một chiếc V-22 Osprey đã rơi ngoài khơi đảo Yakushima của Nhật Bản vào tháng 11 năm 2023. Điều này khiến tất cả các biến thể V-22 Osprey trên toàn thế giới phải ngừng bay trong 3 tháng. Dù lệnh ngừng bay được dỡ bỏ vào tháng 3, song các biến thể thuộc dòng V-22 phải hoạt động theo các hạn chế bay nghiêm ngặt. Không quân Mỹ sau đó đã xác định rằng lỗi hộp số là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn thảm khốc năm ngoái, nhưng cũng cho rằng hành động chưa chuẩn của phi công là một trong những yếu tố góp phần gây ra tai nạn. V22 Osprey được mệnh danh là chim ưng biển, là máy bay vận tải có khả năng cất cánh thẳng đứng, bay với tốc độ cao và hoạt động tầm xa được các tập đoàn quốc phòng Mỹ thiết kế và đưa vào biên chế trong quân đội từ năm 2007. Một trong những tính năng độc đáo của V22 Osprey là khả năng chuyển đổi chế độ bay từ trực thăng sang phản lực trong vòng 12 giây. Nhờ vậy, loại máy bay này giúp quân đội Mỹ có ưu thế lớn trong việc triển khai quân nhanh chóng tới những địa điểm quan trọng. V-22 Osprey đã tham gia nhiều hoạt động quân sự của Mỹ, bao gồm các nhiệm vụ chiến đấu ở Iraq, Afghanistan và Libya. Nhưng máy bay quân sự này cũng liên quan đến một loạt rủi ro. Năm 2019, Đại tá Dave White người giám sát chương trình Osprey của không quân Mỹ, nói rằng ông mất ngủ hàng đêm bởi khả năng sẵn sàng của CV-22 Osprey. Ông nói thêm, đó là một nền tảng khó duy trì. Bất chấp những vụ tai nạn nghiêm trọng, số liệu thống kê cho thấy việc vận hành Osprey không nguy hiểm hơn những chiếc khác trong quân đội Mỹ. Một phát ngôn viên của Thủy quân Lục Chiến vào năm 2022 nói với tờ Marine Corps Times cho biết những chiếc Osprey của lực lượng này có tỷ lệ rủi ro trên 100.000 giờ bay thấp hơn 3 chiến đấu cơ Harrier, FA-18 Super Hornet và F-35. Cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ 2024 chính thức bước vào giai đoạn quyết định. Các ứng cử viên được cho là sẽ tăng tốc nỗ lực để thuyết phục những cử tri chưa đưa ra quyết định hay còn dao động. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố tại đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ. Với cuộc bầu cử này, quốc gia chúng ta có cơ hội quý giá để vượt qua sự cay đắng, hoài nghi và những trận chiến chia rẽ trong quá khứ, một cơ hội để vạch ra một con đường mới tiến về phía trước, không phải với tư cách là thành viên của bất kỳ đảng phái hay phe phái nào, mà là với tư cách là người Mỹ. Bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ ứng cử viên tổng thống da màu đầu tiên và có gốc Nam Á đầu tiên của nước Mỹ. Tuy nhiên, một loạt thử thách đang đợi bà ở phía trước. Cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông dự kiến vào cuối tháng này, hàng trăm triệu đô la Mỹ dự định cho chiến dịch quảng cáo và có lẽ quan trọng nhất là cuộc tranh luận vào ngày mùng 10 tháng 9 với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bất chấp sự lạc quan mà bà đã mang lại, Đảng Dân Chủ thừa nhận rằng cuộc đua vẫn quá xít xa để có thể tự tin vào một chiến thắng. Theo trang tin Politico, sự bùng nổ năng lượng xung quanh ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris mới chỉ dừng lại ở việc đưa cuộc đua trở lại thế cân bằng. Ông Trump vẫn dẫn đầu hay ngay cả khi bị tụt lại sau thì vẫn ở phạm vi sai số cho phép ở nhiều bang chiến trường quan trọng. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử mới đây ở Arizona, ông Trump đã không ngừng chỉ trích đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ và phó tổng thống Kamala Harris vì đã quá tập trung vào ông thay vì thảo luận về biên giới hay lạm phát. Đây đều là những vấn đề mà cử tri Mỹ xếp vào danh sách những mối quan tâm hàng đầu. Nhiều ý kiến cho rằng Đảng Dân chủ phải chuẩn bị cho cả hai khả năng, đó là giai đoạn nhiệt tình đối với bà Harris sẽ đi qua và Đảng Cộng hòa sẽ tìm cách phản công. Đảng Dân chủ cần có các đề xuất chính sách thực sự vững chắc nêu rõ các kế hoạch của cặp đôi tranh cử là bà Kamala Harris và ông Tim Walz cho nước Mỹ. Giáo sư khoa học chính trị Jennifer Lawless tại Đại học Virginia nhận định giai đoạn nhiệt tình đối với bà Harris đã kéo dài khoảng 4 tuần, khá dài. Câu hỏi đặt ra là liệu bà ấy có thể duy trì được đà này hay không? Trong khoảng 10 ngày nữa, bà sẽ có một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Điều đó có nghĩa là một cơ hội nữa để thúc đẩy động lực hay ít nhất là duy trì năng lượng và sự nhiệt tình mà bà ấy đã đạt được trong suốt những tháng qua tỷ lệ ủng hộ đối với ông Trump đã gia tăng sau vụ ám sát ông bất thành và Đại hội Đảng Cộng Hòa hồi tháng 7, bất chấp sự tham gia của bà Harris vào cuộc đua. Một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào đầu tháng 8 cho thấy 42% người trưởng thành tại Mỹ ủng hộ ông Trump, một sự cải thiện rõ rệt so với 3 tháng trước dù sự ủng hộ đối với bà Harris đã tăng. Điều này cũng thể hiện mức độ ủng hộ cao nhất dành cho ông Trump mà Pew ghi nhận được trong ít nhất 2 năm trở lại đây. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Quinton Brown mới đây đã có chuyến thăm không báo trước tới Trung Đông. Theo đó, tướng Quinton Brown đã bắt đầu chuyến công du với chặng dừng chân đầu tiên ở Jordani và sau đó sẽ thăm Ai Cập và Israel. Chuyến thăm của người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ được thực hiện trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza giữa Israel và Hamas, điều mà Mỹ kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã điện đàm với lãnh đạo Qatar và Ai Cập nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza trong bối cảnh các nhà đàm phán gặp nhau ở Cairo để tìm cách thu hẹp các khác biệt. Nhà Trắng cho biết cuộc đàm phán ở Cairo mang tính xây dựng và Mỹ kêu gọi các bên phối hợp nhằm sớm hoàn tất một thỏa thuận. Bất đồng chính hiện nay đó là việc Israel tiếp tục mong muốn được duy trì các lực lượng của nước này dọc hành lang Philadelphia giữa Ai Cập và Gaza. Phát biểu ngay sau khi tới Jordani, Tướng Brown cho biết ông sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn căng thẳng gia tăng và tránh để xảy ra xung đột quy mô lớn hơn. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực hạn chế hậu quả từ cuộc xung đột kéo dài 11 tháng qua ở giải Gaza giữa Hamas và Israel. Cuộc xung đột đã phá hủy phần lớn Gaza, gây ra các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah ở Liban, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào các tàu chở hàng trên biển đỏ. Trong khi đó, binh sĩ Mỹ cũng tiếp tục bị tấn công bởi các lực lượng thân Iran ở Syria, Iraq và Jordani. Trong những tuần vừa qua, quân đội Mỹ đã tăng cường hiện diện ở Trung Đông nhằm ứng phó với các cuộc tấn công mới của Iran và các đồng minh. Mỹ đã điều nhóm tấn công tàu sân bay Abraham Lincoln và triển khai phi đội máy bay chiến đấu F-22 và một tàu ngầm mang tên lửa hành trình dẫn đường tới Trung Đông. Iran từng tuyên bố sẽ trả đũa vụ sát hại một thủ lĩnh Hamas ở Iran cuối tháng trước đồng thời cáo buộc Israel thực hiện vụ việc trên. Hezbollah cũng dọa sẽ trả đũa Israel sau việc một thủ lĩnh của Hezbollah bị sát hại ở Liban tháng trước. Phía Mỹ cho biết sẽ tiếp tục giám sát các động thái của Iran và sẽ thảo luận các kịch bản với Israel nhằm chuẩn bị các biện pháp đối phó. Theo Reuters, công tố viên Karim Khan của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC yêu cầu các thẩm phán khẩn trương ra quyết định về lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Trong hồ sơ tòa án được công bố mới đây, công tố viên Khan đã kêu gọi các thẩm phán cân nhắc lệnh bắt giữ đối với các quan chức Israel và các thủ lĩnh Hamas không nên chỉ hoãn ông khan cảnh báo bất kỳ sự chậm trễ vô lý nào trong những thủ tục này đều gây ảnh hưởng bất lợi cho quyền của các nạn nhân ông khan nhấn mạnh icc có thẩm quyền đối với những công dân israel phạm tội ác tàn bạo ở những vùng lãnh thổ của palestine và yêu cầu các thẩm phán bác bỏ những thách thức pháp lý do hàng chục chính phủ và các bên khác đưa ra Công tố viên Khan viết trong hồ sơ, luật quy định tòa án có thẩm quyền trong tình huống này, bác bỏ các lập luận pháp lý dựa trên các điều khoản trong Hiệp định Oslo, cũng như việc Israel nói nước này đang tiến hành cuộc điều tra riêng về các cáo buộc phạm tội ác xung đột. Các công tố viên của ICC lập luận có căn cứ hợp lý để tin rằng Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallen cũng như Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, chỉ huy quân sự Mohammed al-Masli và một số thủ lĩnh chính trị khác của Hamas là ông Ismail Haniyeh phải chịu trách nhiệm hình sự về cáo buộc phạm tội ác xung đột và tội ác chống lại loài người. Quyết định của ông Khan dĩ nhiên bị giới chức chính trị ở Israel lên án một cách nhanh chóng. Cựu tổng tham mưu trưởng Benny Gantz, thành viên nội các chiến tranh Israel, cùng các ông Netanyahu và ông Gallen đã chỉ trích thông cáo của ICC. Ngoại trưởng Israel Israel Katz cho biết, một ủy ban đặc biệt sẽ được thành lập ở Israel để chống trả và làm việc với các nhà lãnh đạo thế giới để đảm bảo rằng bất kỳ lệnh nào như vậy sẽ không được thực thi đối với lãnh đạo Israel. Đồng minh Mỹ của Israel đã tuyên bố sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt đối với ICC nếu lệnh bắt các quan chức Israel được ban hành. Phía Hamas cũng chỉ trích lệnh bắt Quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Zuri nói với hãng tin Reuters rằng quyết định của công tố viên ICC đánh đồng nạn nhân với kẻ hành quyết. ICC không có lực lượng cảnh sát hoặc cơ chế thực thi riêng, nhưng các lệnh bắt giữ sẽ hạn chế nghiêm trọng quyền lựa chọn đi lại của những người bị truy tố. 124 quốc gia thành viên của ICC sẽ có nghĩa vụ bắt giữ họ và ngay cả những nước không phải là thành viên cũng sẽ chịu áp lực phải thực hiện việc bắt giữ. ICC có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, được thành lập năm 2002 để điều tra các tội ác nghiêm trọng nhất, trong đó có diệt chủng, tội ác xung đột và tội ác chống loài người. Không giống tòa án công lý quốc tế, ICG, ICC không truy tố các quốc gia mà chỉ nhắm vào các cá nhân. Theo nhận định mới đây của cựu nhà ngoại giao ấn độ MK Badrakuma, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel thông tin mới từ Tel Aviv cho rằng Tehran đang lúng túng trong việc quyết định liệu có nên trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh hay không. Tuy nhiên, việc Iran chưa có hành động cụ thể đã làm dấy lên nhiều giả thuyết, trong đó có việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có thể đang điều chỉnh chiến lược răn đe và kiềm chế những người theo đường lối cứng rắn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC cũng như phản đối mọi biện pháp cực đoan nhằm vào Israel. Mặc dù thông tin này thoạt nhìn có vẻ không hợp lý nhưng nó lại phù hợp với cách Iran đang xử lý tình hình hiện tại. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani đã khẳng định rằng Tehran sẽ khiến Israel phải trả giá cho hành động của mình bằng một động thái hợp pháp và quyết đoán. Những tuyên bố như vậy được lựa chọn đưa ra một cách cẩn thận, cho thấy Iran đang tìm cách duy trì vị thế của mình mà không gây gia tăng căng thẳng. Việc Iran đến nay chưa hành động có thể được giải thích qua nhiều yếu tố. Thứ nhất, Chính quyền mới của tổng thống Pesekian vẫn chưa ổn định để đưa ra các quyết định lớn. Ngoài ra, Iran có thể đang tính toán kỹ lưỡng về thời gian và quy mô của phản ứng thay vì hành động vội vàng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã sơ tán các cơ sở tình báo và an ninh quan trọng của Israel tại Tel Aviv, chứng tỏ rằng Israel cũng đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất về khả năng tấn công từ Iran. Thứ hai, Iran có thể không muốn làm bên phá đám khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel đang diễn ra với sự can thiệp của nhiều quốc gia trong khu vực và Mỹ. Iran có thể đang cân nhắc kỹ lưỡng về quy mô của cuộc tấn công trả đũa, đặc biệt khi thủ lĩnh Hamas Haniye bị ám sát. Bên cạnh đó, Tehran hiện cũng đang theo dõi chặt chẽ tiến trình ngoại giao quốc tế. Các cuộc đàm phán để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin ở Gaza có thể là yếu tố quyết định trong việc Iran quyết định hành động. Phái bộ Liên Hợp Quốc của Iran tại New York đã khẳng định rằng ưu tiên của Iran là thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng nếu cần thiết, Iran sẽ có phản ứng kịp thời và không gây hại đến tiến trình ngừng bắn. Như vậy, yếu tố then chốt sẽ là tiến triển của các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Hamas và Israel. Nếu Israel đưa ra đảm bảo tại các cuộc đàm phán rằng sẽ không tấn công Liban và rút quân khỏi giải Gaza, Iran có thể hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ kế hoạch trả đũa. Trong bối cảnh đó, Tehran hiểu rõ rằng kết quả của các cuộc đàm phán này có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, đặc biệt là cơ hội của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Iran cũng đã tăng cường đối thoại với Jordani và các quốc gia trong khu vực để đảm bảo lợi ích của mình. Ông Badrakuma cho rằng Iran cũng không muốn xung đột, đặc biệt là khi nước này đã thành công trong việc giảm tổn thất và đảo ngược tình thế với Israel. Hình ảnh quốc tế của Israel đang bị ảnh hưởng do thương vong dân sự lớn ở Gaza và Tehran có thể tận dụng điều này để đạt được các mục tiêu của mình mà không cần sử dụng đến vũ lực. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của Iran hiện nay là gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây và cải thiện nền kinh tế. Tổng thống Pezeshkian đang ưu tiên quan hệ với phương Tây và các chỉ dấu cho thấy Iran đang hướng tới một chính sách ngoại giao mang tính xây dựng với các cường quốc phương Tây. Trước tình hình trên, Iran có thể sẽ kiềm chế và tiếp tục hành động khôn khéo để duy trì vị thế của mình trên trường quốc tế. Mới đây, tân ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Arachi tuyên bố chính phủ mới thành lập của nước này sẽ tiếp tục ủng hộ Syria và Liban. Phát biểu này được ông Arachi đưa ra trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp của Syria Faisal Mekdad và của Liban Abdallah Bouhabib. Trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Syria Mekdad, ngoại trưởng Arachi khẳng định rằng chính quyền mới của Iran sẽ duy trì sự ủng hộ của mình đối với Syria và các quốc gia khác có quan điểm phản đối các hoạt động quân sự của Israel ở khu vực Trung Đông. Về phần mình, Ngoại trưởng Meqdad nêu bật cam kết của Syria tăng cường quan hệ chiến lược với Iran. Hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tham vấn và phối hợp đang diễn ra để củng cố quan hệ song phương, phản đối hoạt động quân sự của Israel tại giải Gaza cũng như ủng hộ người dân Palestine. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Liên bang Bo Habib ông Arachi tái khẳng định Iran ủng hộ chính phủ và người dân Liban. Trong khi đó, ông Habib bày tỏ hy vọng về sự phát triển liên tục của quan hệ và hợp tác song phương. Hai ngoại trưởng cũng thảo luận về các diễn biến trong khu vực, bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tham vấn về các vấn đề chung. Tân ngoại trưởng Iran Arachi cũng đã điện đàm với người đồng cấp Anh và Pháp. Trong các cuộc trao đổi, ông khẳng định Iran có quyền đáp trả Israel liên quan vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào cuối tháng 7 vừa qua. Căng thẳng đã gia tăng kể từ vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniye và chỉ huy Hezbollah Fuad Souk hồi cuối tháng 7, dẫn đến tình trạng bạo lực tiếp tục liên quan đến các nhóm vũ trang trong khu vực và gia tăng xung đột xuyên biên giới. Ít ngày trước, theo hãng thông tấn chính thức IRNA, phát biểu trước Quốc hội Iran, ông Arachi đã trình bày quan điểm của mình đối với chính sách đối ngoại của Iran. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc, Nga và các quốc gia đã hỗ trợ Iran vượt qua các lệnh trừng phạt cũng như các cường quốc mới nổi ở châu Phi, Mỹ Latinh và Đông Á sẽ đóng vai trò trung tâm trong chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông Arakchi cũng cam kết tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và kết nối cơ sở hạ tầng của Iran với các nước này. Đối với Châu Âu, ông Arakchi cho rằng việc cải thiện quan hệ sẽ phụ thuộc vào việc Châu Âu điều chỉnh lập trường không đúng đắn và đối nghịch của họ đối với Iran. Liên quan tới quan hệ với Mỹ, ông Arakchi nhấn mạnh chiến lược kiềm chế hành vi đối nghịch. Trong khi nỗ lực giảm nhẹ các lệnh trừng phạt, ông Arachi, 61 tuổi, trước đây từng là thứ trưởng ngoại giao và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, đang bắt đầu dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao của Iran trong chính quyền của tổng thống Pezeshkian. Theo giới quan sát, ông Arachi là nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm và theo phong cách thực dụng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã bắt đầu gặp gỡ lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Pháp trong nỗ lực xây dựng một mặt trận cộng hòa cũng như lựa chọn một gương mặt mới cho vị trí Thủ tướng Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khởi đầu tiến trình tham vấn chính trị bằng cuộc gặp với 12 gương mặt đại diện đến từ 4 đảng phái thuộc Liên minh Cánh tả, Mặt trận Bình dân mới, NFP, lực lượng chính trị về đầu sau cuộc bầu cử Quốc hội Pháp cách đây gần 2 tháng. Theo báo chí Pháp, trong cuộc gặp gỡ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, Tổng thống Pháp Macron đã thừa nhận chiến thắng của Liên minh Cánh tả, nhưng cho rằng một chính phủ Cánh tả thiểu số sẽ khó trụ vững trong bối cảnh quốc hội Pháp bị chia rẽ khi không một đảng phái nào chiếm đa số và có khả năng tự quyết. Người đứng đầu nước Pháp khẳng định sẽ thay đổi chính phủ nhưng nhấn mạnh ưu tiên xây dựng một mặt trận cộng hòa chung để đảm bảo sự ổn định của thể chế trong việc thúc đẩy các vấn đề cấp bách sắp tới như thông qua dự luật ngân sách năm 2025, cải cách thuế, khẳng định vị trí và vai trò của Pháp trên trường quốc tế. Về phần mình, Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới tiếp tục đề nghị Tổng thống Pháp Macron thực hiện ý kiến của người dân và trao quyền lập chính phủ mới cho cánh tả. Bà Lucy Cates, gương mặt được Liên minh cánh tả đề xuất cho vị trí thủ tướng mới, khẳng định sẵn sàng đàm phán thành lập một chính phủ mở rộng. Bí thư thứ nhất Đảng Xã hội Pháp Olivier Faure cho biết, Tổng thống Macron đã cam kết sẽ sớm chỉ định một thủ tướng mới sau khi kết thúc các cuộc tham vấn các lực lượng chính trị tại Pháp. Sau liên minh cánh tả, Tổng thống Pháp Macron đã gặp lãnh đạo các đảng trong Liên minh Trung hữu ủng hộ ông và là lực lượng lớn thứ hai tại Quốc hội. Thủ tướng tạm quyền và cũng là lãnh đạo của Liên minh Trung hữu tại Quốc hội, Gabriel Attal đề xuất một hiệp ước hành động chung có thể cân bằng ưu tiên của các đảng phái và vì lợi ích của người dân Pháp. Theo Gabriel Attal, Liên minh Trung hữu sẵn sàng từ bỏ vị trí thủ tướng hiện nay nhưng nhấn mạnh phản đối sự tham gia của các thành viên đảng cực tả nước Pháp bất khuất trong chính phủ mới. Trong khi đó, nhóm các nghị sĩ Đảng Cộng hòa Pháp khẳng định sẽ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ mới nếu có sự góp mặt của đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Theo lịch trình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp tục có các cuộc tham vấn chính trị với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Pháp cũng như các đại diện các đảng phái khác như Đảng cực hữu, Tập hợp quốc gia, Đảng những người cộng hòa cũng như nhóm các nghị sĩ tự do vào đầu tuần tới. Theo các nhà phân tích địa bàn, nước pháp sẽ chưa thể sớm có một thủ tướng mới khi lập trường của các đảng vẫn còn quá khác biệt